Nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cụm bằng lăng nhà mình nha. Đây, cây này liền cốt nha mình. Cây form thiên nhiên liền cốt nha, chính giữa hốc lũa nha mình nha. Cây quá khỏe luôn, xanh tươi tốt luôn. Cây này có mã số là 32, có số đo tổng hoành gốc là 90, cây cao là 45. Cây đang nằm bộ đất nuôi là 45 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 700k bao ship nha. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha mình. Đây. Cái này liền chung cốt liền nha. Để mình xem tham khảo luôn. Ưng ý cái nào thì cứ việc inbox ở nhà vườn. Rồi mã số 32. Giao lưu nhanh với nhà mình là 700k bao ship cho một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha. Cái này về mình lên cái chậu giam nó là ok. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.